bàn viếng chùa, mây vừa dứt cơn mưa, hướng bắc còn mây xám, phương nam đang gió lùa, mời vào uống chén trà, kể chuyện tháng ngày qua, tiếng chuông ngân tình lặng, tiếng mõ xua bóng tà, lời kinh là đóa hoa, lời kinh đầy tha thiết, hãy lắng lòng tình thức, lời Phật ngàn năm qua. Danh là cơn nước lũ, lời tàn như sắc hoa, chớ tham vọng tục lỵ, chớ thèm bã vinh hoa, hãy thật lòng sám hối. Ưng Minh Tuệ xuất hiện với thân phận là một người tu khổ hạnh, khất thực trên đường, y phục làm bằng vải rách, mỗi ngày chỉ ăn một bữa, không dùng tiền, ngủ nghĩa địa, bóng cây, ngoài trời, ngủ ngồi không ngủ nằm. Bằng một sức mạnh vô hình, sư Tuệ đã vực dậy niềm tin và đức tin của nhiều người và bao gồm cả những tôn giáo khác. Phải thấy sư Minh Tuệ có điểm sáng, điểm hay, và nếu không học hỏi được gì từ sư Minh Tuệ thì cũng xin đừng ghét bỏ sư rồi gây sức nặng lên sư ấy làm gì. Từ khi biết đến sư Minh Tuệ, mình có thêm niềm vui là nghe những lời nói ngây ngô đáng yêu của sư. Nghe Minh Tuệ nói, xem sư đi lại, mình cảm thấy tinh thần mình yên ổn. Những điều ngây ngô sư nói là mình cảm thấy yêu mến, kính trọng sư. Vì dường như những lời này không chỉ là của riêng giáo sư Châu, mà nó như là của chung trong tâm lý đối với tất cả những ai quan tâm đến sư Minh Tuệ. Và tôi tự hỏi tại sao phải chăng ở sư Minh Tuệ luôn phát ra một tần số thiện lành hay tỏa ra một loại năng lượng thanh tịnh nào đó. Sức hút của sư Minh Tuệ khác hẳn với những nhân vật khác, đặc biệt là sư được sự quan tâm, đồng cảm của giới nhân sĩ, trí thức rất nhiều như giáo sư Châu là một điển hình. Có thể nói, sự xuất hiện của sư đã trở thành một hiện tượng được chú ý, đến độ người ta còn không muốn nghe ngóng xem những thay đổi đang nóng sốt trên chính trường, còn giới showbiz thì càng ảm đạm hơn. Hiện tượng về ông cũng lần lượt được mổ xẻ, phân loại rằng hiện tượng xã hội hay hiện tượng tôn giáo, hiện tượng tâm linh. Lần này hiện tượng Minh Tuệ có vẻ ôn hòa hơn vì cực ngã về ông chiếm đại đa số, lấn át phía còn lại. Có lẽ nhờ chính cái năng lượng thanh tịnh của ông đã cảm hóa chăng? Nhưng sức hút này ngoài từ nội tâm, năng lượng của ông thì còn là sự cộng hưởng của xã hội mà ẩn sâu trong đó có nhiều nguyên do. Như chúng ta đã thấy, sư như một tấm kính chiếu yêu làm lộ rõ chân tướng của các ma tăng, xàm tăng. Nhưng đó chỉ là bề nổi khi hai hình ảnh tương phản trái ngược giữa chánh tà, chân nguy, thiện ác quá rõ nét. Do đó các ma tăng, xàm tăng trước hết dễ bị làm dê tế thần. Điều ẩn sâu hơn đó là chính xã hội chúng ta đang bị suy yếu, khiếm khuyết hẩn hụt nhiều giá trị, nhất là phạm trù đạo đức. Vì thế hình ảnh một ông sư đầu trần chân đất, không tài sản, sống thanh tịnh, buông xả, đoạn diệt tham sân si, luôn an lạc hạnh phúc, đã khiến cho mỗi người nhu nhặt được cái mà đang tìm kiếm và đã lâu rồi không tìm thấy. Nó quá xa lạ, xa xỉ. Rõ ràng hình ảnh sư Minh Tuệ đã vượt ra khỏi những điều đẹp đẽ bên trong giới hạn của ông. Nó như một thứ ánh sáng luân lý chiếu rọi, đánh thức thiện căn ở mỗi chúng ta. Viết về sư Minh Tuệ chỉ tại thời điểm này, còn bước đường tu phía trước, sư có đến được đích hay không, không ai biết trước. Hơn thua là hư ảo, thành bại như giấc mơ. Ta đi là ta đến, ta đến là trở về. Hơn thua là hư ảo, thành bại như giấc mơ.
khi bàn viếng chùa, mây vừa dứt cơn mưa, hướng bắc còn mây xám, phương nam đang gió lùa. Mời vào uống chén trà, kể chuyện tháng ngày qua. Tiếng chuông ngân tĩnh lặng, tiếng mõ xua bong tà. Lời kinh là đóa hoa, lời kinh đầy tha thiết. Hãy lắng lặng tỉnh thức, lời Phật ngàn năm qua. Danh là cơn nước lũ, lời tàn như sắc hoa. Chớ tham vọng tục lệ, chớ thèm bạc vinh hoa. Hãy thật lòng sám hối, ngày và đêm nghe kinh. Hãy vâng lời thầy dạy, có gì thuộc về ta. Mấy khi bàn viễn chùa, mây vừa dứt cơn mưa, hướng đông trời lẻ loi, phương Tây đang lăng lờ. Mời vào dưới Phật đường, rời xa chốn phồn hoa. Trần gian là cõi tà, dưới bông Phật là nhà. Ta đi là ta đến, ta đến là trở về. Hơn thua là hư ảo, thành bại như giấc mơ. Cơn nước lũ, lời tàn như sắc hoa. Chớ tham vọng tục lụy, chớ thèm bã vinh hoa. Hãy thật lòng sám hối, ngày và đêm nghe. Có gì thuộc về ta. Mấy khi bàn viễn chùa, mây vừa dứt cơn mưa, hướng đông trời lẻ loi, phương Tây đang lăng lờ. Mời vào dưới Phật đường, rời xa chốn phồn hoa. Trần gian là cõi tà, dưới bông Phật là nhà. Ta đi là ta đến, ta đến là trở về. Hơn thua là hư ảo, thành bại như giấc mơ. Ta đi là ta đến, ta đến là trở về. Hơn thua là hư ảo, thành bại như giấc mơ.